Thomas. Valmas. 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 Donna E. Valmas. 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 Zoconta. Vâng, trận thi đấu này, trận thi đấu thứ hai thì bãi quả đầu đang không là quá đẹp, bãi quả chỉ đó là 6 cây, nhưng có lẽ chậm dần cũng chỉ một tí xíu thôi, chưa đến một con nông dân đâu. Bài góc 6 giờ thì thường là bài nó rất trống trải, không giống như cái góc 9 giờ hay là góc 3 giờ vừa rồi. Bài này nhiều khả năng sẽ là bài đi dâng à. Chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Vâng, trận trước mình quên chương trình tỷ số giam đầm thì game thủ tới từ Tuyên Quang đã thắng Hà Giang. Game thủ Vũ Minh Hải, Huy Hải tới từ Hà Giang với tỷ số là 4-3 sau một kèo trận chung kết AC Cà Thà nghẹt thở. Trận đấu được coi là vâng cực hay ở thể loại giam đầm. AC Đan không nhà rồi, chắc cối rồi nhưng bị lọt một cái tơn. Đúng là chết bởi cái khe nhưng rất may là đã kịp phục hồi. Thì không chắc lúc này vẫn đang thấy khá nhiều khán giả đang theo dõi và giải đấu AOE liên tỉnh, một điều rất tuyệt vời. Cùng với đó thì tôi cũng đang nhìn thấy cái nick xanh lè của đại lý Dương Hoàng Đức. Nghe nói hôm qua đại lý Dương Hoàng Đức đã vô địch giải Mậu Binh của Game Win Pro tổ chức và anh ẵm ngay 5M. Vâng, đúng là bài phải đi dừng ạ. À, có một voi ở phía xa thôi, đồ ăn có lẽ là mong là được nhiều. Vâng, mic nếu mà nó có rè thì các anh có thể chat ngay trên khung chat để em có thể sửa lại cái mic. Ở quán này thì mic bình luận khoảng một trận dài dài là nó sẽ bị rè. Và xin chào anh Thanh Tùng 211. Lúc này thì tại địa điểm thi đấu đang khá nóng với tầng dưới. Vâng, tầng dưới là phòng thi đấu của các game thủ với nhiều khán giả. Có sự có mặt của cả game thủ Hồng Anh về vào buổi tối ngày hôm qua. Có cả Chip Boy và Không Được Khóc đang chia những kèo để cõng tạ. Và tôi nghe nói còn có cả ông Bầu Kiệt, vâng ông Bầu Kiệt Lặc. Khiếp hồn. Còn ở trên tầng 3 lúc này thì đang có kèo solo bó húc của nhà báo Thi Anh và đại lý Hoàng Hiền. Vâng, kèo solo bò húc mỗi người 30 lon. Rất khủng khiếp. Vâng, ở cái game TV thì nếu mà ai nhận số 2 về ăn uống thì Thi Anh sẵn sàng. Vâng, Thi Anh nhận số 2 thì không ai dám nhận là số 1. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì anh sẽ gặp một đối thủ khá nặng đồ, đó chính là đại lý Hoàng Hiền với bài solo 30 lon bò húc. Kèo này căng hơn cả 30 cốc bia. Vâng, mic lại rè rồi à? Vừa quay trở lại với cái bài chắc chắn dâng à này. Ơ kìa, ăn tranh nhau này. Ơ kìa, ơ kìa. Vâng, như vậy là ba con voi được ăn ở trước BS này. Hai anh em tình cảm thế nhờ. Trận này thì lại nhanh rồi, không như trận thi đấu trước rất lâu là lề mề lòng vòng. Một chiếc bé nữa để ăn hoàng một con voi. Vâng, cùng soi thịt voi đi, không hề ra nơi đóng xong ghé thì hết bố mất thịt. Thế thì nghiệt lắm. Vâng, trận này thì anh em đánh nhau cả dân và cả quân rồi. Kích đời là rất muộn. 9 phút 20. Kích 2. Bắt xe về nhà.
Vâng, quay trở lại với bài trận đấu thứ hai ở kèo ACN này. Cái thủ Vũ Anh Hùng đánh bắt buộc phải đánh một bài là đi ăn hoang. Và đây là một khu ăn hoang, bầy hiêu cùng với đó là ba con voi lên đời. Game thủ thứ Hà Giang, game thủ Vũ Hải lên đời sớm hơn. Xây 4 chiếc nhà BA. Đây sẽ là trận hoang hóa không nhà. Thêm một chiếc BS ở phía rất xa để ăn gỗ, tránh tình trạng bị cung R bắn luôn. Đã bị công chưa? Hai game thủ lên đời 3. Như vậy là game thủ Vũ Hải lên đời sớm hơn khoảng 20 giây. Đây là 5 nhà BA, sẵn sàng tinh thần chạy dần. Ăn hoàng 3 con voi. Như vậy bị bắn luôn ở bãi gỗ này rồi, chạy thôi. Chuột rút. Cố sóc tơn 2 nhưng không có gỗ. Tơn đầu. Điều đã. Trận đấu này sẽ là những game thủ không có nhà. Mình đoán là như vậy. Đều sẽ là bài đi hoang hóa cả thôi. Không như vậy, màu 2 là người có nhà. Màu 2 là người có nhà. Chơi ở bãi gỗ này. Tham lai đang là 38/44. Dường như bên kia chỉ sóc 4A. Còn bên này là 5A nhưng quan trọng là nó có đều hay không thôi. Không đều lắm. Tiếp tục là đang bị mít, nhưng mà tơn đầu đã bị mất toàn bộ rồi. Vẫn còn một con, hai con. Cố gắng làm quấy rối đối phương. Ốp luôn tơn này. Anh quyết định ốp luôn là hợp lý. Bãi gỗ trên đang bị công vào. Nhưng chỉ là một con cung R sắp hết máu. Không tính tiền. Bây giờ không là 3 con thì phải én. Đi đâu vậy? Như vậy dường như muốn đi vòng. Tơn thọc thẳng vào. Tơn đánh rất cục. Bị phát hiện bãi ăn hoang rồi. Vâng, một tơn đi quân người ta gọi là ngọa hổ tàng long. Nhưng đang bị đốt A rồi. Đang bị đốt A. Hai người sẽ đều không có nhà ở trong thế trận này. Quay lại ăn đôi voi đó không? Cứ ăn thôi, mình cứ ăn thôi. Tham lai vẫn đang giữ là 39/56. Oh.
dân ở bãi gỗ, ăn 3 dân. Ở thời điểm này thì ăn 1 dân nó cũng là quý, đừng nói chuyện ăn 3 dân. Nhưng ở chiều hướng này thì ba cung R vừa nằm xuống. Ai sẽ là người quản lý bản đồ tốt hơn? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đang là 800 gỗ nhưng không có thực. Một cái timeline dường như đang rất cần ở thời điểm này. Bên kia không có gỗ, bên này thì không có thực. Vâng, một thế trận hoang hóa. Và bốn cái ruộng này phải chăng nó sẽ là mắc bình. Té thôi, không bị bắt quân bây giờ. Ăn hoang được một bãi quả. Timeline vẫn đang là 39. Nhưng bắn đội. Một tên đi hơi lỗi. Ăn được con nào thì ăn xong thì én. Chạy lên con dốc này. Liệu có giữ được cùng giờ không? Được. Đứng dốc này thì được. Đứng dốc này thì được. Mất cũng là khá khá nhưng ăn được dân ở bãi gỗ của đối phương. Timeline chỉ là 36/56 thôi. Đối phương có móng ruộng đều. Đối phương có móng ruộng đều. Nhưng bây giờ thì đang là những tên đi cực khéo để ăn được dân. Đúng là cực khéo để ăn được dân. Quay trở lại. Rồi té thôi. Ăn hoang được rất nhiều. Các bạn có thể thấy là ăn hoang được rất nhiều đồ ở trong thế trận này. Vâng, tờ quân đi lỗi rồi. Bắt tờ này không? Không, tiếp tục đi lỗi 4 cung R rồi ơi. Đang là một thế trận cần tha mà lại đi lỗi 4 cung R từ trên 12 giờ xuống. Quá đau. Nhưng bây giờ đến lượt game thủ Huy Hải đi lỗi quân. Vâng, như vậy là ăn miếng thì trả lại miếng luôn. Như vậy là Huy Hải. Vâng, bãi ăn hoàng vừa mất hết sạch dần thì phải. Bãi ăn hoàng, bãi quả ở phía trên vừa bị đội bạn phát hiện ra. Và đã nằm xuống. Thế trận này chưa thể nói trước cái gì cả. Timeline đang là 40/60. Tiếp tục là một tên đi quân hơi lỗi tới từ game thủ Minh Hùng. Lại công ở bãi gỗ này. Ăn được dân ở bãi gỗ. Vâng, rất ngon, ăn được tơn dân bãi gỗ và bắt đầu đẻ. Một tơn đi hay thật. Vâng, dân bãi gỗ này cũng chạy rất nhanh dành cho game thủ Huy Hùng. Xin lỗi các bạn, là game thủ Minh Hùng. Nhưng bên kia thì Huy Hải liệu có ruộng chắc không? Tiếp tục là một tơn quân ở khu vực nhà chính phải chạy đi. Tham này đang giữ là 41. Một tên đấu không chạy là thượng sách. Ăn hoang thêm một bãi quả nữa. Gỗ vẫn đang ổn định ở trên khu vực góc trên. 6 hay 5 con nông dân ăn voi xong vì đang làm gỗ, vậy là ngon rồi. Tham lai vẫn đang giữ là 38/60. Ăn thêm 2 cung đờ này. Không được, bãi quả lại bị phát hiện là quá nhanh. Rất thính tới từ game thủ, tới từ Hà Giang, game thủ Huy Hải. Đây rồi, bãi quả bị phát hiện. Vâng, tham lai này tụt xuống chỉ còn là 30/60. Vẽ một tuần ruộng ảo. Vâng, lại mất luôn tuần ruộng này. Tham lai đang tụt xuống.
Bây giờ thì liệu có chơi được vào cái đạo quân ở khu vực bãi quả ăn hoang không? Nào, chơi nào. Đấu tân này. Một tân đấu mới đang điều tốt. Chơi tân này. Chơi thật sâu tân này và chuẩn bị sẵn sàng dân vẩy e. Vâng, bắt tân quân này liệu có thành công hay không? Vâng, tham lai chỉ là 32/60. Tham lai rất nhỏ. Đối phương dường như đã quay trở lại nhà chính của mình để làm việc sau khi bú được bãi quả và ra được dân. Chẳng đúng là như vậy. Đây là 32. Ăn hoang cái bãi quả này. Đang ốp rất nhiều quân lên nhà của game thủ Huy Hải. Trận thi đấu thứ hai trong kèo Asian. Mặc dù là nó là bài đánh hoang hóa của cả hai nhà, nhưng mà đang diễn ra quá căng thẳng và kịch tính, chứ nó không phải là đơn giản và nhanh. Vâng, không vẩy được e. Ăn thêm dần. Một cung R để ở lại bắn ruộng không. Lại mất khu vực ăn hoang này. Quá thốn. Tham lai đã tụt xuống rất nhiều rồi. Tham lai 28/60. Vâng, bây giờ thì bị đứng đốt A. Bên này thì đứng đốt E. Khá dị. Vâng, xin hòa có được không? Giờ này tham bị đè thì xin hòa có được không? Vâng, bị đứng đốt toàn bộ A rồi. Vẫn ăn cố cái bãi quả đó. Rất lì lợm tới từ game thủ từ Hà Giang, game thủ Huy Hải khi vẫn cố ăn cái bãi quả này. Ăn đôi vòi này. Đã nhìn thấy dân ăn vòi. Và phải chăng đây sẽ là tân đấu cuối? Phải chăng sẽ là tân đấu cuối cùng? Ăn dần là rất nhanh nhưng không được rồi. Không được. Như vậy nhiều đang tỷ số sẽ là 1-0 trong kèo đấu này. Nhìn đi coi nhá. Đấy, nhìn đi coi. Cái khỏe nhỉ?